Vâng ạ, quá đẹp đúng không các bác? Từ trong nội thất ra đến ngoài vỏ, đúng thực sự là không có điểm trừ luôn. Những sản phẩm hàng bãi của cửa hàng em thì luôn được em tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Thực tế là khi về hàng thì các bác đều cảm thấy rất là ưng ý và chốt đơn hàng luôn đúng không ạ? Ok chưa? Và thưa toàn thể các thân mến, em xin được gửi lời chào toàn thể các bác và xin được gửi lời chào tất cả quý anh chị em khách hàng trên toàn quốc. Và trong clip tiếp theo này thì em xin được quay về nội thất và cũng xin được giới thiệu review. Em sẽ gửi quả súp này cho anh Thanh Nguyễn có địa chỉ tại An Lão, Hải Phòng. Thưa các thân mến, quả súp JBL mã số là SRX718S và sở hữu cho quả súp này đó là một bát 50 từ leo coi 76 dòng coi 2 tầng côn và mã số lô bát là 2268HPL made in Mexico. Tuyệt đẹp các bác nhé. Và những đôi loa full JBL hay là những đôi loa súp JBL của cửa hàng em thì khi về hàng nó đều được các bác lựa chọn và chốt đơn hàng để sở hữu rất là nhanh đúng không ạ? Các bác xem nhé. Đúng không ạ? Đẹp tuyệt vời. Cảm ơn bác Thanh Nguyễn ở An Lão, Hải Phòng nhé. Đã quý mến tin tưởng ủng hộ cửa hàng em. Đấy, xương nhôm đúc nguyên khối thôi các bác. Đấy. Gân vải tẩm dầu các bạn. Ok chưa? Màng giấy gân sóng ốp phơ lồi các bác nhé. Và các bác nhìn màng của nó này, đúng không ạ? Độ sần rất là cao. Tuyệt vời luôn. Thùng gỗ sơn sần cát màu đen. Ok chưa? Thùng gỗ sơn sần cát màu đen. Đây ạ. Bên trong các bạn. Thôi thì em chỉ nói là nó đẹp thôi các bạn, chứ còn chẳng có cái từ ngữ gì để miêu tả và em cũng không thích phóng đại quá các bác nhé. Được chưa? SRX718S các bác nhé. Đấy. Liên tục lên đường thôi các bác. Hàng JBL của em luôn thì liên tục lên đường vì hàng nó đẹp, nó chuẩn các bạn. Ở đây ạ, cái điều quan trọng nhất các bạn, các bác mong muốn đó là phải zin đúng không các bác? Thưa các bác thân mến, nếu mà nói về cái loa súp JBL718S hoặc là JBL728S hoặc là loa full 715, 725 hay kể cả là 712, các bác lưu ý nhé, với những đôi loa đời nó cũ và nó sản xuất nhiều năm rồi thì cái keo ấy ở cái nhện của cái loa bát này các bác này nó hay bị bung các bác nhé, kể cả là những dòng loa khác nó rất hay bị bung. Vì vậy nếu như các bác lấy được những đôi loa mới thì cái nhện nó còn nguyên các bác này. Đấy, nó chưa bung. Còn nhiều trường hợp các bác nhé là nó bị bung là anh em sẽ gắn keo lại. Trong trường hợp mà cái nhện này gắn keo lại thì nó sẽ có hai vấn đề xảy ra. Một là loa vẫn còn zin nguyên bản nhưng do cái quá trình nhiều năm ở trên cái thị trường và do môi trường đúng không ạ, nó bật nhện là anh em gắn keo. Còn một trường hợp nữa đó là loa bị hư coi bị cháy, anh em cậy lên để thay côn hoặc có quấn hoặc sửa chữa thì anh em dán lại, thì cái trường hợp đó thì các bác phải tỉnh táo để lựa chọn mọi người nhé. Đấy, còn loa này thì là đẹp zin nguyên bản, chưa có dấu hiệu cậy ra dán lại đúng không ạ, hoặc là chưa có dấu hiệu sửa chữa. Đấy, và đặc biệt cũng không có cái dấu hiệu của cái việc đó là bị bong nhện mà phải dán lại keo các bác nhé. Keo này vẫn chuẩn chỉ. Đấy, keo chuẩn chỉ của nhà máy. Đây các bác này. Đó, em quay phải nói là thực sự là phải rõ ràng như vậy các bác nhé. Đó. Riêng bản thân em làm việc thì muốn nó rõ ràng. Đấy các bạn. Không thích các bạn, không thích là lòng vòng và không thích mập mờ các bạn. Loa nó có như thế nào giới thiệu như thế, hàng nó như thế nào giới thiệu đúng như vậy các bạn. Các bác lưu ý nhé, dòng loa JBL đời SRX đó thì là nó cũng sản xuất lâu năm rồi đấy, và nó có cái trường hợp các bạn là nó bị bật nhẹn. Bật nhẹn là có chứ không có mọi người nhé. Đấy. Ok, để anh em sẽ đóng quả loa này gửi cho anh Thanh Nguyễn nhé. Còn cái loa này gửi cho anh Thanh Nguyễn đúng không ạ, với chất lượng là đẹp
và chưa có dấu hiệu gì gọi là của dán keo hay sửa chữa mọi người nhá. Đó, em rất muốn rõ ràng. Đấy. Bảo hành zin nguyên bản, tuyệt đối 100%. Ok, để anh em sẽ đóng vào và gửi cho anh Thanh Nguyễn ạ. Các bác thấy sao? Anh em đóng thì cực kỳ là cẩn thận các bác nhá. Xốp rất là dày các bạn. Đấy, chắc chắn các bác của anh em hoàn toàn yên tâm nhá. Đó. Xốp này, em quấn băng chít ở bên trong nhá, xong rồi đóng xốp xong quấn băng chít ở bên ngoài. Đó, các bác cứ yên tâm nhận hàng. Và đóng thêm cho bác Tuyên một quả súp 3G audio. Quả súp 3G audio này là nhanh hết các bác nhá. Súp điện 3G bass 40. Đó. Súp JBL 718S các bạn cũng rất là nhanh hết. Anh em đang vệ sinh một đôi loa B3. Tiếp tục đóng toàn thể các bác này. Đó. Ok, cảm ơn anh em nhé. Mọi người yên tâm là gửi bưu điện ấy ạ. Thì chúng em cũng rất là cẩn thận. Đóng gói nó phải thực sự là chắc chắn và có độ liên kết cao. Mọi người nhận hàng cứ kiểm tra hộ em tất cả những cái góc cạnh này, đúng không ạ? Xem nó có vỡ không mọi người nhé. Nếu không vỡ thì mọi người nhận hàng yên tâm. Đó, kể cả những cái loa nhỏ các bạn. Loa nhỏ như là B3X8i là em cũng đóng cực kỳ là cẩn thận các bạn. Đây, một đôi loa đóng nguyên vào một cái thùng xốp luôn các bạn này. Đó, ok, cảm ơn các bác của anh em nhé. Để tiếp tục em và mọi người sẽ đóng hàng và test kỹ lưỡng cho toàn thể các bác. Cảm ơn các bác. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm thì hãy liên hệ trực tiếp cho em. Đây ạ, các số máy của cửa hàng em đây ạ. 0368891555, 0365888988. Nhận hàng các bác không biết đấu lối hay gọi qua số kỹ thuật mọi người nhé. Ok ạ.